Hello các bạn. Gần Tết được hai món quà rất là sung sướng, một cái Galaxy Fold và một cái hộp B&O. Đố các bạn cái này là cái gì? Rất đặc biệt. Tết này có đồ chơi nha, hàng nóng á. Cái gì đây của hãng B&O, hãng âm thanh danh tiếng đến từ Đan Mạch. Đó. Hãng âm thanh danh tiếng đến từ Đan Mạch. Cái gì đây? B&O. Cái gì đây? Mới được tặng quà Tết. Wow. Cái hộp quá độc luôn. Rồi để coi cái gì trong này. Bánh kẹo hay cái gì? Thuốc lá hay cái gì đây? Thuốc lá, bánh kẹo hay cái gì đây? Có vẻ như là một bộ bài. Một bộ bài chăng? Trời ơi, sao mà khó khui vậy nè. Cái gì đây? Bóc siêu hàng độc của B&O. Wow. B&O, hàng độc. Cái gì? Trời ơi. Một bộ bài. Wow. Con xì bích. Nè, xì bích là một cái bộ loa. Rồi cái gì? Con hai bích âm thanh. Đây là đúng chiều nè, trò dàn âm thanh nè. Cái gì đây? Trò remote nè. Loa nè. Wow. Xe B&O nè. Loa nè. Cái đọc đĩa thang nè, trò hai cái loa nè. Bell Lab 8000 từ năm 1992. Wow, lịch sử toàn bộ những sản phẩm lịch sử của tập đoàn B&O được nằm trong bộ bài này. Bell Sound 2 đời 2002. Những cái đồ rất là cổ đó. Quá trời luôn. Đây là Bell Lab 3 từ 2004. Radio từ năm 1932 của tập đoàn B&O. Bell Ram 4000 từ năm 1972 luôn. Rồi hồi đó mình chưa đẻ luôn. Rồi Bell Sound 5 từ năm 2008, Bell Sound 5 2003, Bell Lab 5 2003. Tai nghe Bell Lab 4. Wow. Tất cả những sản phẩm lịch sử tạo nên thương hiệu của tập đoàn B&O đến từ Đan Mạch các bạn, nằm trong một cái bộ bài này. Đây là Bell Vision Advance 2014. Quá độc. Bộ bài gọi là có 102. Bell Lab 18 2013 nè. Đó. Wow, A9 nè các bạn ơi. A9 sản phẩm mình rất là mê và đang có bán. Ra mắt từ 2012. Đây là Bell Lab 20. Wow. Quá độc đáo luôn, một bộ bài kinh điển. Tết này có đồ chơi. Đó, đây, một bộ bài B&O mặt sau nè. Rồi, Tết này ai chơi bài ăn tiền là kiếm mình nha.